Im để cho chú hỏi tí. Thế bố mất lâu chưa? Mất lâu lắm. Mất... bố tại sao mà mất? Nó giết. Bọn nó giết á? Thế sao sao bọn nó lại giết? Uống rượu say xong giết. Bố uống rượu say bị bọn nó giết à? Thế cái vụ này là cái ông bố thằng này uống rượu say ông bị ông ở dưới kia đâm chết rồi. Hôm nay mình tiếp tục cùng với một người anh em của mình đi làm một cái chương trình truyền tải, gọi là những cái hình ảnh về mang tính chất từ thiện, giúp đỡ cho người nghèo. Thì đây, hôm nay anh em mình cũng có chuẩn bị một cái món quà nho nhỏ để đi đến nhà chú Sáng. Ở chú Sáng này thì ngày xưa, cách đây khoảng 2 năm về trước thì anh em chúng mình cũng có làm một cái video đến để giúp đỡ và từ thiện cho nhà chú Sáng này rồi. Nhà chú này thì cũng rất là khó khăn, cái hoàn cảnh nhà chú khó khăn lắm mọi người ạ. Thì nhà chú là ở km 8, ở trong mãi trong bản cơ, mãi ở trên rừng này cơ. Bây giờ anh em mình phải đi bộ lên. Nhà chú này nó cực kỳ là khó khăn luôn, mà tóm lại là vất vả lắm. Bây giờ thì mọi người đi theo mình thì mọi người sẽ thấy được rằng là cái gia đình nhà họ vất vả như nào, cái nơi ở, nơi sinh sống của họ, rồi mọi thứ nó rất là khó khăn mọi người ạ. Thì mời các bạn cùng anh em chúng mình để lên thăm nhà chú nhé. Đây mọi người ơi, thì anh em chúng mình cũng gần đến nơi rồi. Cái nhà ở bên phía trước mặt các bạn kia, các bạn nhìn thấy cái mái hơi lụp xụp một tí kìa. Có cái xe máy bên trên kìa. Đấy, thì bên dưới này thì vẫn là cái cảnh cái hồ ngày xưa, cái hồ cái ao ngày xưa này mọi người. Nếu mà ai đã từng xem cái video đấy của mình rồi thì chắc là mọi người sẽ nhận ra được cái khung cảnh này vẫn thế thôi, không có gì là thay đổi mọi người ạ. Còn trên này thì đó là cái khu đồi thôi. Đấy, và gia đình nhà chú ấy thì ở ngay phía trước đây rồi. Bây giờ mọi người cùng anh em mình để đi vào bên trong nhá, lên nhà chú nhá. Hôm nay mình lên nó cũng hơi bị bất ngờ một tí mọi người ạ. Đây mọi người, đây chính là ngôi nhà của chú ý. Mình nhớ không nhầm là đây rồi thì phải. Ôi, đường khó đi ấy nhỉ. Ngày trước nó đi cổng chỗ nào ấy. Đây, đang làm gì đây? Đây, bây giờ anh em mình sẽ lên nhá. Ok, không biết ai có nhà không ấy. Có mọi người ạ. À, chỗ này sẽ thay đổi khá nhiều đây này. Chú Sáng ơi, bố có nhà ông cu? Có ai nhà không? Hả? Thế đứa nào là con nhà bố Sáng? Bốn đứa này à? Thế con mày không phải à? Đây là các cháu nhỏ ở đây thì có bao gồm là như bạn nhỏ cái bạn bảo là có bốn cháu là con của nhà chú đấy này. Đây là thằng cái thằng nào mà ngày xưa là bị đấy là thằng này đúng không? Thằng này là trước là bị tật đây này đúng không? Làm gì đấy, chơi trò gì đấy, đánh cù á? Đây mọi người này, đây thì chính là cái bạn mà ngày xưa lúc còn bé mà anh em mình vào làm cái video ấy, thì bạn ấy còn rất là bé, cách đây mấy năm thôi, nhưng mà bây giờ thì lớn như này rồi. Đây các bạn nhìn xem này,
chân tay vẫn bị tật nguyền một xíu này. Nhưng mà ngôi nhà thì được dựng lại rồi. Ngôi nhà ngày xưa thì nó khổ lắm. Đấy, cách đây mấy năm thì chắc là các con lớn nhà chú ấy đi làm ngày đấy, bảo là đi làm bên Trung Quốc hay gì ạ. Bố đi làm đâu, gọi bố về. Thế bố đi, bố ở đâu? Bố mất rồi á? Thế bố về đâu? Bố đâu? Bố mất rồi á? Thế mẹ đâu? Đi bệnh viện rồi. Đâu, thằng nào? Thằng thằng này là không phải con nhà bố Sáng đúng không? Thế thằng này là con bố Sáng à? Im để cho chú hỏi tí. Thế bố mất lâu chưa? Mất lâu lắm. Mất bố tại sao mà mất? Nó giết. Bọn nó giết á? Thế sao bọn nó lại giết? Uống rượu say xong giết. Bố uống rượu say bị bọn nó giết à? Cái vụ này là cái ông bố thằng này uống rượu say ông bị ông ở dưới kia đâm chết đó. Thế á? Ông ở ngay trụ trường cấp 2 dưới mình ấy. À thế à? Đâm chết. Ôi, thế thật sự là mẹ làm sao đi viện? Đấy. Đau mẹ bị đau đầu à? Đau cổ. Đau từ ngày xưa rồi đúng không? Ngày xưa mẹ cũng bị cái ngày mày cái ngày chú vào quay phim thì thằng này không có nhà nhỉ? Có nhà không nhỉ? Có nhớ không? Cách đây mấy năm rồi có nhớ không? Nhớ á? Thế mẹ đi viện dưới Bảo Yên à? Thế còn thấy các chị đi làm đã có ai về chưa? Chưa chị nào về à? Thế bây giờ không có ai ở nhà, có mỗi mấy anh em ở nhà thôi à? Thế nên là giờ em là lớn à? Thế đứa này là chị hay là em? Em. Đứa này là em của em à? Thế xong rồi là đến đứa này đúng không? Thế xong rồi mới là đến cái em bị tật kia đúng không? Thế các chị Tết các chị có về không? Hả? Có về á? Chơi này sao làm gì mà nhìn quần áo lấm lê lấm lết bẩn thỉu thế này? Chơi này như thì thôi bỏ đi, không phải như đập vào đầu nhau thì làm nào? Đấy mọi người ơi, thì đây là bốn đứa con của chú Sáng. Thì thật sự hôm nay mình cũng hơi bất ngờ vì là mình không biết là chú ý đã mất rồi đâu. Đúng là mấy năm trước thì mình có lên làm video về chú ý, về gia đình nhà chú ý, và không ngờ đến ngày hôm nay mình cũng chỉ là lên tình cờ. Mình có nghĩa là mình tự dưng hôm nay mình nghĩ nào bảo lên lại để thăm lại gia đình nhà chú, thì được cái tin của con nhà chú báo rất là buồn, chú đã mất rồi. Gia đình nó khó khăn rồi thì lại còn rất là vất vả nữa. Đấy, đây là các con nhà chú là đang chơi chơi củ quậy đấy. Đúng là rất là khó khăn, rất là vất vả mọi người ạ. Cô lớn ơi, cô lớn đi xuống nhà cho đi xuống nhà cho anh vào anh xem nhà thế nào, thăm nhà tí nào. Đi vào đây, đi vào trong nhà thế nào. Khổ quá đấy, thương không mọi người. Đấy, ngôi nhà thì đến bây giờ thì đã được dựng lại một xíu rồi. Đi xuống đây thế nào, mấy đứa đi xuống đây. Đấy, đưa em đón em này, không cả nó đi được không? Em nó đi được không? Đấy đấy đấy, không ạ. Đấy, khổ quá mọi người ạ. Đấy đấy, ôi ôi đấy đấy, cẩn thận. Thế không rét à mà ăn mặc phong phanh thế? Không á? Ôi, đi xuống đây xem nào. Thế cái nhà này làm lâu chưa? Nhà này làm lại lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Ừ. Ngày trước là cái nhà là nhà này là ở chỗ bên này chứ làm gì đã có nhà này đúng không? Thế là đâu có bóng điện không? Bật bóng điện lên cho anh xem là nhà có gì thay đổi nào. Bật bóng điện sáng lên, cắm cẩn thận. Rồi, ok. Ngôi nhà thì cũng đã được thay đổi bằng làm bằng gỗ. Ngày xưa thì vẫn là vách thôi mọi người, vách lứa ấy. Vách lứa đan. Đây là giường ngủ. Thế mà mẹ đi viện thì có ai ở ngoài đấy với mẹ không? Có. Thế còn có hai chị gái nữa đúng không?
Hai chị gái là đi làm chưa về à? Có chị nào về chưa? Không có, một anh đi làm rồi. À, một anh đi làm rồi. Thế còn chị gái? Lấy chồng. Lấy chồng rồi. À đây gì? Lấy chồng. À đây đây là bố mẹ hay là ảnh đây là ảnh của ai? Bố mẹ. Ảnh bố mẹ à? Đây mọi người, đây là ảnh của ảnh cưới ngày xưa cô chú chắc là có làm lại. Thế còn bố mất thì ban thờ bố lại để ở đâu? Để trên đồi. Để trên đồi á? Đồi. Thờ thế là đây là ngày bố mất là đi chôn ở trên đồi à? Trên đồi xong kia. Thế bây giờ thế ban thờ của bố ở chỗ nào? Cái ban thờ hay thắp hương ấy. Có ban thờ thắp hương không? Thắp hương ở trên môn không có. Không có á? Ừ. Anh định xem là ở đâu để thắp cho bố em nén hương. Nhưng mà lại không có ban thờ à? Khổ thân. Đấy. Đấy mọi người xem á, gia đình người ta rất là khổ. Nhà mình là dân tộc gì em nhỉ? Dân tộc Mông đúng không? Ờ. Đấy. Người ta còn khi mất đi còn ban thờ chẳng có mọi người ạ. Đấy, mình muốn vào để thắp cho chú ấy nhén nhang nhưng mà không có ban thờ. Mưa rồi, những cái quần áo ngoài này cất vào trong đi này. Quần áo đi không ướt hết. Đây, đi vắt cái quần áo này vào trong đi. Đi vắt quần áo đi, mưa rồi không ướt hết, nhanh. Vắt vào trong xào trong này. Đây, vắt cái quần áo này cho vào trong xào trong này thế nào. Thế bây giờ thế trưa nay thì mấy anh em chị em thì ăn bằng cái gì? Hả? Ăn rau. Ăn rau nó không nấu cơm à? Còn gạo không? Không còn. Không còn á? Vẫn còn. Vẫn còn gạo gì? Ôi giời. Đây vắt vào trong dây này cho nó trong cái xào này cho nó. Thấy mưa là phải cất quần áo đi nhá. Mưa rớt hết quần áo. Thế đã nấu cơm chưa? Đây, đây là ngồi bếp mọi người ạ. Đấy, quần áo đây là bạn con gái có chú ý. Khổ thần quá. Đấy, đây là mọi người ở dưới miền xuôi thì không biết được trên ở vùng cao dân tộc này họ còn rất là nhiều những cái khó khăn. Trong cuộc sống người dân tộc họ rất là nhiều cái khó khăn. Đấy, đơn giản thì hôm nay anh em mình cũng chỉ là nhớ lại những cái năm trước để đi vào tham quan, thăm hỏi nhà chú thôi. Nhưng mà khi đến thì nhận được một cái tin rất là buồn là chú ấy đã mất rồi mọi người ạ. Đấy, do là uống rượu say rồi người ta đâm chết. Rất là khổ. Còn đây, mấy đứa con nhà chú đây, nhìn nhèo nhác vất quá. Đấy nha, bây giờ thì sẽ cho quà cho em nhá. Đấy, mọi người thì như anh em mình đã chuẩn bị một chút quà nho nhỏ là tấm lòng thôi. Muốn vào thăm hỏi gia đình nhà chú nhưng mà chú mất rồi mọi người ạ. Thì thôi, rất là thương tiếc. Thì mình cũng sẽ trao phần quà này cho các em nhỏ, con và chú ý mọi người nhá. Bây giờ thì chỉ có bốn đứa nhỏ nhà thôi. Còn mẹ của các em ấy thì cũng bị đi viện rồi. Đấy, còn bây giờ còn có bốn anh em ở nhà thôi đúng không? Mẹ đi viện. Mẹ đi viện, còn chị thì đi lấy chồng rồi. Anh thì đi làm à? Anh đi làm ở tận đâu có biết không? Bảo đi làm cho Phú Quốc. Làm cho Phú Quốc? Ừ. Ôi, đi xa thế. Bạn quay phim ơi, bạn quay gần lại đây cho mình một xíu. Ok, đấy, tầm đấy đẹp rồi. Bây giờ như này nhá, anh sẽ... Trưa là có cái gì ăn chưa? Ăn. Hả? Ăn cơm chưa? Ăn. Thế mẹ đi viện hôm nào về biết không? Ừ. Đây, quả bánh là bây giờ bóc ra xong rồi anh em chia nhau nhá. Chia nhau đây. Còn đây là mì tôm này, xong rồi là để đấy xong rồi là lúc nào đói thì ăn nhá. Nhưng mấy đứa là có đi học không? Hay nghỉ học rồi? Hai thằng này với thằng này nó vẫn đi học. Thế còn em nghỉ rồi à? Năm nay là em bao tuổi rồi? 14 tuổi rồi. Đây, bạn quay phim quay gần lại đây một xíu ạ. Đây như mọi người thấy này, bạn 14 tuổi, đứng dậy xem nào, xem chiều cao của bạn 14 tuổi này. Ồ. Đấy, chính như là người đồng bào dân tộc nên là họ rất là khó khăn nên là
nhìn 14 tuổi nhưng mà trông quá là ngây thơ ấy mọi người. Đấy. Ok, đây nhá, thì đây bây giờ là cho bánh này. Đấy, bóc được chưa? Bóc được bánh không? Có biết bóc không? À, đây mọi người, đây chính là bạn này là lúc anh em, cái ngày anh em mình vào thăm hỏi thì bạn ấy vẫn còn phải bố vẫn còn phải bế. Bố vẫn phải bế bạn ấy và anh em mình còn bóc bánh cho bạn ấy ăn nữa cơ. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bạn ấy cũng lớn hơn rồi nhưng chân thì vẫn bị khuyết tật mọi người ạ. Bóc bánh ăn đi. À, đây em này đây. Đấy, bóc ăn đi. À. Đây nhá, xong rồi còn đây thì cất đi để cho em nhá. Ở đây cất đi cho em này. Với cả đây nữa nhá. Cái này để cho em cho em ăn nhá. Đấy, còn cái thùng mì, đây là mì tôm này. Cái này có biết bóc ra không? Biết bóc không? Ờ, xong rồi cái mì tôm này thì cất đi, lúc nào đói thì anh em cùng úp mì tôm ăn nhá. Ờ, thế còn nhiều gạo không? Nhà còn nhiều gạo không? À, đấy là bao gạo rồi sau đấy à? Thế chị gái đi lấy chồng ở tận đâu? Ở đâu á? Trên máy đào á? Mai đào. À, Mai đào. Mai đào ở Thượng Hà đúng không? Trên này, trên bên trên một tí. À. Thế là chị đi lấy chồng lâu chưa? Lâu rồi á? Thế chị có hay về chơi không? Đấy à? Thế là anh rể có hay về chơi cho quà gì không? Có á? Đây, mọi người, chồng bạn trai này là 14 tuổi nhá. Thế là còn em gái này là năm nay bao tuổi? 11 tuổi rồi, vẫn còn đi học đúng không? Vâng. Thế học ở trường nào? Ở gần đây không? Cấp 1. Học trường cấp 1 ở gần đây à? Vâng. Thế đi học là hôm nay thì thứ 7 thì được nghỉ đúng không? Vâng. Ừ. Thế học có tốt không? Học giỏi không? Vâng. Thế à? Thế là còn em này là năm nay bao tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi? Vâng. Ừ. Em này 9 tuổi này, còn em này hình như là 6 tuổi đúng không? Mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi đúng không? Vì ngày trước anh vào là lúc đấy là mới có 3 tuổi hay là hơn 3 tuổi. Cái ngày anh vào là có thằng nào ở nhà nhỉ? Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ cái ngày anh vào chưa có cái nhà này đâu. Không biết là anh không nhớ là có thằng em nhỏ này ở nhà rồi này, em út ở nhà này. Mấy cả bố sáng ở nhà này. Đấy, còn lại là có một bạn nữa nhưng mà bạn này thì ngày đấy đi học này. À thôi đây, ăn hết bánh này đi nhá, ăn hết quả bánh này đi. Đây anh em chia nhau, anh cả chia bánh nha cho các em. Đấy, chia ra mỗi anh em một cái nữa đi. Chia cho mỗi anh em một cái. Ơ hết rồi à? Ừ, thế được cho hai em nhỏ. Còn đây cái này thì thôi đoạn cho em sau nhá. Này cầm cái này cất đi. Đấy, xanh đấy. Nặng đấy. Xanh đấy. Rồi, xanh đấy, nặng đấy. Cất đi. Cất đi xong rồi là lúc nào đói thì lấy ăn nhá. Để cất kỹ thế. Cất tận trong đấy. Thế là trưa nay là mấy anh em là nấu cơm ăn rồi à? Hay là ăn gì? Nấu cơm ăn á? Nấu cơm ăn thì ăn mấy cái gì? Rồi em nhặt túi rác này bỏ đi nhá. Bỏ đi xong rồi là hôm nào mà mẹ về thì bảo là có chú ngày xưa đến quay phim, chú lên chơi cho quà nhá. Ở nhà chơi là được nghỉ, ở nhà chơi trông em cẩn thận nhá. Em này đi lại là có chắc không? Có hay bị ngã nữa không? Vẫn ngã liên tục à? Ờ. Thế là từ ngày bố mất đến giờ thì có thấy nhớ bố không? Hả? Cũng nhớ bố à? Thế á? Thế là bố là bị người ta đánh chết. Khổ thân. Thế lúc đấy là chị gái đã đi lấy chồng chưa? Hay là chị gái vẫn ở nhà? Ừ. Thế là lúc bố mất là chị gái này chưa đi lấy chồng à? Chưa. Ừ. Thế còn anh trai thì lúc đấy là có ở nhà không? Có. Mà bây giờ đi làm tận ở Phú Quốc rồi. Đi làm xa thế? Ừ.
Thế cho anh hỏi một tí, đây cái này là thắp hương là hay bày ở dưới đây đúng không? Bày mâm cơm ở dưới cái chỗ này đúng không? Đây tượng trưng cái bàn thờ đây đúng không? Đúng không? Chắc biết ở hết đây thì đấy mình thấy dán cái này thì mình nghĩ là thắp hương đây thay như ở cái chỗ bàn thờ của nhá. À thế. Đấy cái giấy tờ, cái giấy của mâm. Đây à, đây chắc là cái này là để cắm hương đúng không? Đấy, đúng rồi. Cái ống này là để cắm hương đây đúng không? Đấy đấy là cái bàn thờ đấy, đây là à. Hương đây. À rồi đúng rồi. Thì đây là theo như người anh em của mình nói thì có khả năng đây là chính là ban thờ của gia đình nhà họ. Còn đây hương nhang các thứ đây mọi người. Đấy. Nhưng mà không có ban thờ thì chỉ là dán cái thường thì người ta cũng có một cái ban thờ như của gần như của người Kinh. Ừ. Nhưng mà theo phong tục người ta thì người ta không dùng giấy tiền vàng theo như của mình mà thường thường đấy những cái giấy người ta dán vào cái giấy xanh đỏ đây. Đây là giấy xanh đỏ. À. Đấy người ta đây người ta chỉ dán qua giấy mã này thôi đúng không? Đó, đấy, đấy là bình thường thì những gia đình nhà khác là vẫn có ban thờ đúng không? Có ban thờ. Nhưng mà đặc biệt thì bên nhà chú này thì rất là không có ban thờ. Ngôi nhà này thì chắc là theo như mình đoán là chắc cũng được tặng thôi. Bởi vì gia đình nhà chú khó khăn lắm mọi người ạ. Lúc mình vào thì cái năm mình vào toàn bộ là vẫn là che lứa đây, cái giường này vẫn là giường ngày xưa núc kê ở trong chuồng gà này. Bên dưới thì là giường ngủ, bên trên là gà ngủ này. Chính này, mình nhớ là cái vẫn là cái giường này. Đấy. Thôi nhá, bây giờ là mấy anh em ở nhà trong nhà mà quần áo thì đứa nào cũng bẩn này, thay bỏ là thay ra đi. Thế ai là đứa nào là chịu trách nhiệm giặt quần áo? Con gái à? Chắc là đứa em gái này đúng không? Ôi, mặc nó sạch sẽ vào đừng có nghịch đất nghịch cát này bẩn thỉu quá. Nó không nghịch bẩn như nó ốm ấy nhá. Đây là cái túi gì đây? Cái gì này? Thế thôi nhá, thế mấy anh em nhà chơi trong nhau nhá. Trông em này này, nhất là em này này. À, đứng dậy nhá, đứng dậy đi nào. Đứng lên nào. Đứng lên nào. Đi được không? Đi thế nào. À, đi nhưng vẫn khó đi đúng không? À, đi. Đi có hay vẫn hay bị ngã à? Em này đi vẫn hay bị ngã đúng không? Ừ. Thôi được rồi, thế đi ngồi vào đây đi. Đấy. Thế thôi mấy anh em ở nhà chơi chung nhau nhá. Chắc anh đi về đây. Xong rồi là hôm nào mẹ về thì bảo mẹ nhá. Và có các anh lên chơi thăm hỏi nhá. Hôm nào có thời gian thì anh lại lên sau, chưa? Thế nhá, anh về đây. Đấy mọi người ạ, vất vả lắm, khó khăn lắm. Bây giờ thì chắc là anh em mình xin phép đi về thôi. Chứ ở đây cũng chẳng biết làm gì được cả. Chỉ biết là đem những cái tấm lòng gửi trao đến cho mọi người, đến cho gia đình họ thôi. Thế còn mình ở đây lâu thì chẳng biết làm thế nào, chẳng biết giúp đỡ cho họ được cái gì nữa. Chỉ biết có những cái tấm quà nhỏ nhỏ để gửi đến cho người ta thôi. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn nhé.